Rồi, để cho như sau. Cho một mẫu hợp kim. Hợp kim là gì? Hợp kim là hỗn hợp kim loại. Natri, bari, tác dụng với nước dư, thu được dung dịch X và khí hydro. Như vậy chúng ta biết là cả natri và bari đều tác dụng với nước và đều sinh ra dung dịch. Đó là NaOH và gì? BaOH hai lần. Đây là NaOH này. Đây là BaOH hai lần. Cả hai cái dung dịch này là bazơ, được chưa? Để tác dụng với H2E4 thì ta chưa biết đúng không? Cần để trung hòa. Trung hòa là gì nè? Trung hòa là phân giữa axit với bazơ, trong đó axit và bazơ phân hết. Như vậy mình sẽ làm như sau. Natri và bari mình gộp cho bạn hiểu luôn. Trong cho nước này. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành NaOH, BaOH hai lần. Cộng cho khí hydro. Khí hydro đây mình tính số mol luôn thì bằng 0,15. 3,36 chia cho 2,4 là 0,15 mol. Đây là một. Sau đó người ta lấy NaOH và BaOH2 cho tác dụng với H2S4 để trung hòa. Trung hòa là phân giữa axit với bazơ, trong đó cả axit và bazơ đều phân hết. Như vậy nó sẽ tạo ra Na2S4 cộng cho gì? BaS4 đúng không em? Cộng cho nước đúng không em? Đây là hai. Chúng ta nghe này. Chúng ta nhận thấy như sau. NaOH và BaOH cái lần là sinh ra tại một và mất tại hai. Gì nữa? Cái này nó sinh ra ở đây và sau phần này thì nó tác dụng để biến đổi. Như vậy khi đó tôi cộng với thầy vé thì hai thằng này hết này, hai này hết này. Tại sao chúng ta phải cộng với thầy vé thì giải thích. Bởi vì mình thấy này, ở đây người ta cho dữ kiện là liên quan tới hydro mà người ta hỏi là trong H2E4 đúng không? Đúng không? Do đó bài này chúng ta sẽ gộp cả hai cái giai đoạn thành một giai đoạn cuối cùng thôi. Cái phản ứng này người ta gọi là phản nối tiếp. Nối tiếp thì chúng ta cứ ghi phương trình rồi. Nếu mà người ta cho dữ kiện nó nằm trong một cái phương trình thì để mình làm bình thường, còn nếu khác thì gộp lại. Thông thường gộp lại sẽ làm dễ hơn. Natri, bari, H2S4 để tạo thành Na2S4, BaS4 và hydro. Chúng ta nhìn số mol đây là 0,15. Hydro ở đây, hydro đây. Đúng không? Mình đi bỏ toàn hydro là xong. Cho vì mol hydro 0,15 thì thằng này 0,15 không cần cân bằng. Hydro trước trước một vị trí xong một vị trí xong hết rồi đó. Như vậy yêu cầu chúng ta là tính về dung dịch của H2S4 bình thường. Em lấy 0,15 em chia cho nồng độ mol là 2, thể tích lấy mol trên nồng độ mol 0,075 lít đổi sang là nhân 1000 là 75 ml. B đúng. Bản chất ở đây là người ta cho chúng ta có tất cả là nếu ghi phương trình là bốn phương trình, nhưng mà mình gộp lại thành một cái quá trình thì nó còn có một sơ đồ cuối cùng thôi. Và khi đó chúng ta sẽ tìm thấy mối tương quan giữa chất người ta cho và chất người ta hỏi. Được chưa? Chứ em để như thế này này, nếu em để cái phương trình 1 và phương trình 2 này em nhìn là không bao giờ được hết. Bởi vì sao? Cho hero mà hỏi H24 như này, ông nội tao trả lời được luôn ấy. Được chưa? Do đó là giờ mình gom lại, được chưa? Là nó sẽ tự tìm ra mối liên hệ.